5 ô này. Chắc khôn. Chắc không khôn. Đà Lạt, Đà Lạt. Đi Đà Lạt, Đà Lạt. Con đường này là con đường dọc theo cái sông Nạm Khang. Có chút sự cố nha. Lúc đầu là mình dự tính là tầm 2 giờ là ra bến xe, đi xe bus về Văn Viên. Nhưng mà cuối cùng ra đó thấy xe nó cũ quá, mà thời gian đi rất là lâu, giá tiền lại cao hơn so với xe tàu cao tốc. Mình quyết định là đi tàu nha. Xe này nó đưa mình vô trong trong cái ga tàu á, thì giá chỉ có 40.000 thôi, mà tàu đi nó sạch sẽ hơn, nó hiện đại hơn, nó nhanh hơn, thành ra thời gian về Văn Viên nó bị chậm trễ hơn. Nhưng mà nếu mình đi chiếc xe buýt á, từ bến xe á, thì nó cũng mất hết 4 tiếng. Từ 4 giờ xe đi thì khoảng 8 giờ mới tới. Còn mình đi cái này thì mặc dù đưa đón, xe này nó đưa đón khách để đi vào trong ga cao tốc thì cũng mất thời gian á, tầm nửa tiếng. Nhưng mà cái chuyến đi tàu cao tốc đi thì nó nhanh hơn nha các bạn, chỉ tầm khoảng 2 tiếng thôi. Không có phải ngồi chen lấn chật chội. Ông tài xế ông đang đón khách, ông kêu mình chờ 5 phút nữa. Mình đi dạo dạo một vòng. Đây là khu phố Tây nên rất là nhiều người Tây đi qua đây. Nó nằm gần sông Mekong và gần sông Nam Khang. Bây giờ là 4:35 ha. Bên tay phải là sông Nam Khang à. Thành phố cổ Luang Prabang. Cố đô. Đường một chiều không? Mấy chiếc xe đạp đi ngược chiều à? Bên tay trái đường đó rất là nhiều chỗ massage chân. Hôm qua có đến massage nhưng mà qua 11 giờ nó không có làm gì nữa. Giá dao động từ 80 cho tới 150 kiếp. Đi thẳng là tới sông Mekong à. Đường phía dưới này cũng là đường một chiều luôn. Khu vực phố cổ cạnh dòng sông Mekong. Đoạn đường cặp sông Mekong này rất là nhiều quán bia, quán cà phê, view rất đẹp. Ở đây
ít rất ít người đội nón bảo hiểm nha các bạn. Có một số khách Tây người ta họ đội nón bảo hiểm, thì thông thường là khách người Lào hay là một số du khách khác cũng vậy, ít đội nón bảo hiểm lắm. Nhưng khi các bạn mướn xe thì cái dịch vụ cho mướn xe người ta vẫn đưa nón bảo hiểm cho các bạn. View sông Mekong rất đẹp luôn, đón hoàng hôn. Đây khu vực ngã tư chợ đêm đây. Bên tay trái có chiếc thuyền à, thuyền rồng Lào 2024. Bên tay trái, còn bên tay trái là chợ đêm. Buổi sáng lúc 5 giờ ở đây sẽ là có lễ khất thực ở đây nè. Các nhà sư đi qua đây để xin bố thí. Xấu nha.
này không có đèn xanh đỏ, không có biển số, kể cả xe mới lẫn xe cũ. Ngày đầu tiên mình tới thì mình có ghé cho hợp cái khu dãy trọ này nè các bạn. Phòng trọ này cho thuê là 350 một tháng. Tháng em cũng mấy tập hóa đó. 350 một tháng. Và mấy tòa nhà rất là đẹp. Mình đang di chuyển từ trung tâm thành phố Luang Prabang đến ga tàu hỏa, tàu cao tốc, xe lửa đó. Nó có tuyến từ Luang Prabang tới thủ đô Viêng Chăn, nhưng mà mình đi thì bây giờ mình đi chuyến từ Luang Prabang tới 200 km tới Vang Vien. Vang Vien cũng này ngoại ô nhà thư thớt ha. Nhìn trên đường luôn phương tiện dân tải giao thông thì cũng xe lớn là nhiều, chứ còn xe gắn máy thì cũng ít hơn nha, ít hơn so với xe ô tô, xe hơi, xe du lịch. Trên thì hầu như không thấy, chắc có lẽ có nhưng mà nó ít, mình không thấy. Đây và con đường khó đi nè, đường xấu nè. Xe là thủ tục đóng tiền vô bãi này rất là đẹp luôn. Nhà ga hành khách kiến trúc rất là đẹp. Bữa trước mình đã đến đây một lần, mình đi chặng đường từ thủ đô Viêng Chăn đến đây. Giá rất rẻ các bạn, 234 kiếp. Nếu mà đi bằng ô tô, đi bằng xe buýt đó, thì nó tới 500 lần các bạn. Mà thời gian rất là lâu luôn. Mà xe ngồi chỗ chật chội, thời gian chạy rất là lâu. Còn đi ga này thì thật sự, lịch sự, hiện đại. Giá rẻ hơn. Xe đưa tới điểm này, từ thành phố đưa tới điểm này thì tốn có 40 kíp thôi. Họ chở mười mấy km cũng rẻ các bạn. Bây giờ mình khỏi tới, mình khỏi xếp hàng mua vé các bạn. Mà nếu mà trong trường hợp mình không đặt trước, nhiều khi mình tới hết vé thì rất là tiếc nha. Các bạn Tây đang nằm nghỉ mệt lê lết đây các bạn. Các bạn, một tờ là hộ chiếu, một tờ là vé nha. Nói chung nếu không phải là mùa cao điểm thì các bạn nên đến tự đến và mua vé nha, thì giá vé sẽ rẻ hơn. Ví dụ như là giá vé hôm nay mình nhờ người ta mua hộ thì là 170, còn nếu mà đến tận nơi thì mua là 117, chênh lệch một chút ha. Không sao, chuẩn bị qua cửa an ninh nha. Rất là đẹp nha các bạn. Trong tương lai thì Việt Nam mình sẽ có một cái như vậy. Người người đi, nhà nhà đi, tàu rẻ hơn ô tô nha, nhanh hơn ô tô, sạch sẽ hơn ô tô, lịch sự hơn ô tô.
thời gian được rút ngắn. Sau này Việt Nam có một chuyến như thế này thì từ Sài Gòn đi Hà Nội thời gian sẽ rất là ngắn. Tàu xét vé mở cửa rồi, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, rồi bắt đầu là tiếng Lào. Người người đi tàu, nhà nhà đi tàu. Trước giờ thì mình vẫn thích đi xe lửa nha. Ví dụ mình đi xe lửa từ Bình Dương về Đồng Nai á, thì nó vẫn rẻ hơn đi xe Quốc Phương Kim Mạnh Hùng nha các bạn. Nhanh hơn, rẻ hơn, dễ đón hơn, dễ mua vé hơn, gần nhà hơn nữa. Rồi tàu tới rồi, tàu tới rồi, chuẩn bị lên tàu thôi, tàu tới rồi. Rất là dài luôn. Rồi chuẩn bị hành lý lên thôi. Bây giờ đang chờ khách xuống. Khách xuống hết là mình lên thôi, cầm vé trên tay sẵn lên thôi. Lên thôi, lên thôi, lên thôi. Đây ghế đây, bây giờ đi tìm ghế thôi. Còn đây trống rất là nhiều nha. Chắc có thể tới văn viên rồi đón khách đó. Mì gói nha các bạn. Đây có mì gói nè. Rồi bán cho khách nè. How much? 120. 120 bạc nha. 20 gói nó như thế này nè. Cái gói của nó như thế này các bạn, nó nhìn rất hấp dẫn, là to bự của Trung Quốc nha. 120 bạc. Ghế trống còn khá là nhiều luôn. Rồi tàu chuẩn bị đi rồi. Full ghế nè. Khu này khách Tây nè. Đến văn viên rồi các bạn. Đang chờ tàu gần mình xuống thôi. Lót cái này ra ha. Người xuống thì người lên nha, những người này lên về thủ đô Viêng Chăn. Người xuống người lên. Con tàu rất là dài luôn. Rồi bây giờ tiếp tục xếp hàng ở đây ra ngoài.
rồi tôi sẽ kiểm tra vé lại một lần nữa xem mình đi có đúng vé không. Nếu mà đúng vé đúng nơi thì sẽ được ra, còn trong trường hợp là mua vé chỗ A mà tới chỗ B mới xuống thì người ta sẽ phạt và thu thêm tiền. Rồi cho kiểm tra cuối cùng xong, đúng vé đúng nơi đúng người, có được các bạn. Văn viên bây giờ sao mới liên hệ mua vé ha, mua vé là đi về trung tâm. Tiếng Trung Quốc và tiếng Lào. Xe buýt này các bạn, nó sẽ chở mình về trung tâm hoặc là về khách sạn ở trung tâm. Thì giá vé là 30.000 một người. Trên xe này không có số điện thoại nha. Đang di chuyển từ nhà ga tàu cao tốc đến trung tâm Văn Viên. Giá xe buýt là 30 bạc. Mình có check Google Maps nó tầm gần 5 km. Không nóng bảo hiểm nè, không gương chiếu hậu nè, không gương ông hơi xài mà hốt là từ em cả xong không. Mình biết được một cái thông tin là ở bên Lào là người ta đi xe không có đăng kiểm nha, cũng không có hết hạn luôn, không có hết hạn sử dụng luôn, chạy cái nào hư thì thôi. À, rất là nhiều cửa hàng quán ăn Trung Quốc bản hiệu tiếng Trung Quốc rất nhiều luôn. Chả ghi số đề là hoàn toàn hợp pháp nha, ngồi ở ngoài đường và ghi số đề một cách công khai hoàn toàn hợp pháp. Bây giờ là khoảng 7:30 nha, mình sẽ về khu trung tâm của Văn Viên Lào, sau đó đi tìm nhà nghỉ khách sạn, tối nay sẽ chơi ở chợ đêm và khu phố Tây. Sườn xám Trung Quốc quá trời, đường khá là bụi, có anh chị anh ngồi trên chiếc xe túc túc thì các bạn thò cái chân xuống là rất là nguy hiểm ha. Học sinh ở bên Lào đi sang Việt Nam du học cũng khá là nhiều. Trên chiếc xe mình đi từ Lào, từ Việt Nam sang Lào thì có gặp ít nhất là 3 bạn học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Mình có trao đổi với họ thì họ nói là họ học ở Lào và được học bổng sang học đại học ở Việt Nam.
sắp đến khu trung tâm rồi. Đây thấy những người Tây đã đi dạo trên phố rồi. Cửa hàng Samsung Apple. Những người bán hàng rong. Bia Lào Rom 101. Khu phố tàu. Đây xuống xe rồi các bạn. Khu vực chợ đêm gần tới. Bây giờ mình sẽ đi bộ một đoạn ha, đi tìm cái nhà nghỉ nào đó phù hợp để ở. Phương châm là ở nhà nghỉ gần chợ đêm. Quán ăn người Trung Quốc rất là nhiều luôn. Quán ăn có cái đờn à. Đây các bạn, mình vào hộp đây mình hỏi giá thử. Đây khách sạn đây.